Gần 4.000 học sinh trung học phổ thông Thừa Thiên Huế tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2020 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị tổ chức. Đại hội Đảng cấp cơ sở của thành phố Huế diễn ra dân chủ, chất lượng, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ mới. Với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ ngư dân, lực lượng biên phòng là điểm tựa vững chắc trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển của ngư dân. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã luôn dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Phần điểm tin chính vừa rồi đã mở đầu cho chương trình sáng nay thứ hai, ngày 15 tháng 6. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2020. Gần 4.000 học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã được các chuyên gia tư vấn đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp những thông tin chính thức liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học cao đẳng trung cấp năm 2020 và những điều chỉnh, những điểm mới thí sinh cần lưu ý của kỳ thi trung học phổ thông năm nay sau khi bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cùng với đó, phần tư vấn chuyên sâu của 16 trường đại học cao đẳng trong cả nước và trên địa bàn tỉnh cũng đã giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh trong việc chọn tổ hợp xét tuyển ngành nghề đào tạo liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai, giúp các em lựa chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội. Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp là chương trình được Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hàng năm nhằm giúp thí sinh và phụ huynh giải đáp những thắc mắc trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này. Năm nay chương trình diễn ra tại 19 tỉnh thành trên cả nước. Đến thời điểm này, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Huế đã tiến hành đại hội đảng nhiệm kỳ mới. Đánh giá bước đầu của Thành ủy Huế cho thấy, các đại hội điểm đã diễn ra đảm bảo dân chủ, chất lượng, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ thành phố Huế. Phóng sự ghi nhận của phóng viên Huế ngày mới. Tại các tổ chức đảng đã tiến hành đại hội, văn kiện đại hội được các cấp ủy đảng cơ sở đặc biệt chú trọng, bám sát thực tế để xây dựng văn kiện với nhiều điểm mới, khâu đột phá cho cả một thời kỳ. Bên cạnh đó, các đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động để đại biểu góp ý kiến, quyết định những vấn đề quan trọng. An Cừu là phường nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố Huế. Báo cáo tại đại hội, đảng ủy thẳng thắn nhìn nhận với cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nhưng trong lãnh chỉ đạo chưa định hướng cũng như tập trung thúc đẩy các ngành nghề dịch vụ phù hợp. Công tác xây dựng và quản lý đô thị vẫn còn nhiều bất cập. Nhìn thẳng vào những hạn chế này, tại đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để thực hiện tốt các tiêu chí để xây dựng đô thị và phát triển kinh tế xã hội của phường trong 5 năm tới, với mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện, văn minh, giàu đẹp. Phường Cửu có nhiều cái đoạn đường phải nói là rất là trọng điểm cửa ngõ của thành phố ấy, như đường Hùng Vương, đường An Dương Vương, đường Phan Chu Trinh với đường Nguyễn Hải Triều. Thì cái này thì đảng viên có quan tâm là làm sao đó. Đảng ủy phường phải có cái lãnh đạo chính quyền làm tốt cái những đường này để tạo một cảnh quan du lịch cái địa bàn phía nam của thành phố ấy. Rồi á, trong lĩnh vực kinh tế thì bây giờ cần phải phát huy những cái dịch vụ, những cái cơ sở sản xuất, tạo điều kiện cho là cái cơ sở này càng ngày càng phải phát triển và đi lên, tạo một cái nguồn thu nhập cho nhân dân, đồng thời đóng góp cái nguồn thu nhập lớn cho phường. Các đại biểu cũng đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ thành phố Huế, trọng tâm là khơi dậy sức bật cho thành phố văn hóa du lịch gắn với định hướng phát triển đô thị Huế để thực hiện tốt nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong các nội dung đại hội, ngoài quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 5 năm tới, công tác nhân sự cho đại hội hết sức quan trọng. Đối với tổ chức đảng được đảng bộ cấp trên lựa chọn đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, việc tiến hành bầu ban chấp hành, bầu bí thư đảng ủy, tỷ lệ trúng cử khá tập trung với sự tín nhiệm cao của đảng viên, góp phần quan trọng mở rộng dân chủ trong đảng, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể theo tinh thần chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới công tác bầu cử tại đại hội đảng. Ví dụ chúng tôi thấy bầu ban chấp hành đảng ủy thì trước hết là ban chấp hành đảng ủy phải giới thiệu có một ban chấp hành đủ mạnh và có số dư, thì chưa biết đồng chí nào sẽ trật, đồng chí nào uy tín cao, đồng chí nào tận tụy với nhân dân và đồng chí nào có trách nhiệm với xã hội với nhân dân thì đồng chí đó được đảng viên, được đại hội tín nhiệm cao. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề bầu bí thư trực tiếp, thì chúng tôi cái này thì cùng một mô hình rất rất là hay cho đảng viên phát huy được quyền dân chủ rất sâu rộng trong đảng viên,
đảng viên trực tiếp cầm lá phiếu mình để chọn đồng chí bí thư. Chủ trương bầu cử trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội nhận được sự đồng thuận rất lớn của các đảng viên tham dự đại hội. Trước sự tín nhiệm của toàn thể đảng viên, bản thân bí thư đảng ủy trúng cử rất tự hào nhưng cũng thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ mới. Được đại hội tín nhiệm thì chúng tôi hết sức vinh dự, và càng vinh dự bao nhiêu thì chúng tôi phải càng có trách nhiệm bấy nhiêu đối với đảng bộ, về xây dựng đảng, về xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị làm sao là ngày càng phát triển toàn diện, mạnh mẽ và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong cái nhiệm kỳ đến là chúng tôi là tiếp tục xây phường An Đông thành là một phường trọng điểm của thành phố. Nhìn chung, công tác nhân sự cấp ủy tại các đại hội đã được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình thủ tục. Để thực hiện tốt công tác này, ngay từ rất sớm, trước khi tiến hành đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã có sự chỉ đạo rất chặt chẽ về công tác nhân sự, đảm bảo quy trình quy định của Trung ương. Cuối năm 2019, chúng tôi đã chỉ đạo rất sát về công tác nhân sự của cấp ủy các cấp, đặc biệt là đối với khối phường. Và phải đặt ra các cái tiêu chuẩn theo bám theo cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ thị Tỉnh ủy, để các đồng chí được vào cấp ủy là phải đầy đủ về tiêu chuẩn, thực hiện qua 5 bước quy trình nhân sự trước khi vào đại hội thì phải đạt được cái sự tín nhiệm cao nhất. Và qua theo dõi thì quá trình chuẩn bị là gần như sự tín nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu, đạt tỷ lệ khá cao. Và chính vì cái làm tốt quy trình nhân sự cho nên khi ra đại hội là bầu kết quả hết sức tập trung. Với sự chuẩn bị chú đáo, nghiêm túc các mặt công tác, đã có 85 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Huế đã tổ chức đại hội thành công. Thông qua nghị quyết, chương trình hành động của đại hội trong nhiệm kỳ mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, thể hiện quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức đảng. Thành công của các đại hội đảng các cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu xác định một số loài sâu bệnh chính gây hại trên cây sen Huế. Đề tài do thạc sĩ Hữu Đắc Thọ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh chủ nhiệm, đề tài đã tập trung nghiên cứu xác định một số loài sâu bệnh chính gây hại trên cây sen tại tỉnh Thừa Thiên Huế và biện pháp phòng trừ thích hợp, xác định các loài sâu hại và biện pháp phòng trừ, xây dựng quy trình quản lý sâu bệnh hại tổng hợp trên đồng ruộng, thu thập số liệu về diện tích, năng suất, sản lượng cây sen, về tập quán canh tác của nông dân, áp dụng phương pháp phỏng vấn điều tra tại 4 vùng trọng điểm gồm huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang. Hiện trên địa bàn tỉnh ước tính có gần 500 hecta diện tích trồng sen Huế và sen cao sản, năng suất trung bình từ 1,5 đến 4 tấn một hecta. Những năm gần đây, đối tượng sinh vật gây hại cây sen chủ yếu là bệnh thản hư, thổi thân, thổi rễ, chất cây. Đề tài được đánh giá cao khi đã xây dựng quy trình quản lý sâu bệnh tổng hợp trên cây sen dựa trên nhiều thực tế của địa phương có hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng cho nông dân trồng sen tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp chính quyền địa phương chỉ đạo nông dân các biện pháp để phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sen, làm cơ sở dữ liệu cho các nhà quản lý nông nghiệp tham khảo, nghiên cứu và xây dựng mô hình chuyển giao kết quả nghiên cứu. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong hai ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2020, các địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân trục vớt, xử lý bèo lục bình tại các tuyến sông hỏi trọng điểm trên địa bàn. Đây là hoạt động quan trọng nhằm khơi thông dòng chảy tại các sông hỏi, phục vụ cho tưới tiêu, vụ sản xuất vụ hè thu, bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Lực lượng các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Tổ dân phố, phường Vĩ Dạ thành phố Huế đã có mặt từ sớm để tham gia ra quân vớt bèo tại các khu vực trọng điểm phường. Tại cầu Ông Thường, hỏi Mộc Hàng, một trong những khu vực có lượng lớn bèo dâu tây đã được lực lượng này tích cực tham gia trục vớt xử lý. Không chỉ huy động lực lượng từ các tổ chức đoàn thể mà phường Vĩ Dạ cũng đã kêu gọi huy động các phương tiện cơ giới như xe múc, ghe tham gia vào trục vớt để dễ dàng xử lý một lượng lớn bèo trên hỏi. Dự kiến phương Vĩ Gia sẽ vớt và xử lý khoảng 4.500 mét khối bèo tây trên cả khu vực trọng điểm. Trong thời gian qua thì thực hiện cái phong đề án chủ nhật xanh của Ủy ban Nhân tỉnh thì được sự chỉ đạo của Đảng ủy như Ủy ban Nhân phường, thì đoàn phường thì cũng đã xây dựng kế hoạch để mà ra quân. Thì thứ nhất đó là tuyên truyền cho người dân, đoàn viên thanh niên ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Thứ hai thì ra quân để góp một phần sức của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường trên địa bàn phường.
Ủy ban phường xây dựng cái kế hoạch trong 2 tháng, đồng thời từng tuần thì có kế hoạch cụ thể chi tiết. Trên cơ sở đó thì cái phương tiện thì do là phường cũng chủ động để mà làm ra các phương tiện. Về lực lượng thì huy động các cái lực lượng đoàn viên, hội viên của các cái đoàn thể ở trong phường để mà thực hiện. Thì trên cơ sở của kinh nghiệm từ những cái năm trước đây thì trong năm nay thì phường có cái cách tổ chức làm cũng linh hoạt hơn và đảm bảo cái hiệu quả tốt nhất theo cái yêu cầu và cái sự chỉ đạo của tỉnh và thành phố. Trên nhiều nhánh sông và các kênh hỏi nội đồng ở hầu khắp các huyện, thị xã, thành phố, bèo phủ kín mặt nước, bám chặt chân cầu, cống. Từ nhiều năm nay, việc trục vớt bèo trở thành hoạt động thường kỳ của nhiều địa phương. Có những nơi, hàng năm phải chi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng để diệt bèo Tây. Nguồn kinh phí này được tỉnh lập kinh phí theo diện tích sông, hồ, cỏ bèo và giao cụ thể cho các địa phương xử lý. Tuy nhiên, bèo vẫn cứ phát triển, do đó phải ra quân xử lý thường xuyên. Vì vậy, để tiết kiệm đem lại hiệu quả cao trong xử lý, ngoài ngân sách cấp, các địa phương từ cấp tổ, thôn, khu vực nơi có bèo Tây hiện diện cần chủ động và thường xuyên huy động lực lượng, đoàn thể cùng phương tiện dụng cụ tham gia góp sức vớt bèo ngay từ đầu chu kỳ sinh trưởng. Trên cơ sở thực tế đã triển khai nhiều năm nay, thì về địa phương cũng kiến nghị, thì trong những cái đợt ra quân đồng loạt làm sạch sẽ hoàn toàn trên các cái hệ thống sông hồ của phường, thì cũng nên có kế hoạch định kỳ giao trong năm. Có thể là định kỳ hàng tháng các tổ chức vớt bèo một lần thì cái khối lượng sẽ giảm tải lại rất là nhiều. Bèo lục bình là loài sống dai, phát tán nhanh nên các địa phương cần phối hợp thống nhất vớt bèo đồng loạt trên tuyến sông chảy qua địa phận mình, kết hợp giải pháp khơi thông dòng chảy, đảm bảo thông thoáng, tận dụng lượng bèo vớt được để chế biến thức ăn chăn nuôi, dùng làm phân vi sinh, bón cho cây trồng. Thưa quý vị, hàng năm việc chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh lên phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có những tình huống xấu do thiên tai gây ra. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là các đơn vị tuyển biển đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác về phòng chống thiên tai và luôn sẵn sàng triển khai các hoạt động hỗ trợ ngư dân khi có sự cố xảy ra. Họ thực sự là điểm tựa vững chắc trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển của ngư dân. Hàng năm, các tổ đội thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế thường xuyên duy trì tuần tra trên các luồng lạch cửa biển, hướng dẫn bà con cách sắp xếp neo đậu tàu thuyền an toàn. Trong quá trình tuần tra, các tổ đội còn đến từng tàu cá của ngư dân để thông tin tuyên truyền, phát tờ rơi về tình hình khí tượng, thời tiết, mưa bão để bà con chủ động trong lịch trình đi biển của mình. Những thông tin hữu ích về đài thông tin duyên hải, vị trí các khu neo đậu tránh trú bão được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, giúp bà con ngư dân vươn khơi và có những chuyến biển an toàn. Cái nghi tình xem bão áp thấp thì mấy chú bộ đội tới tuyên truyền những cái tánh tác hại để cho bà con ngư dân đây làm biển no và tránh được những ngọn sóng to gió lớn để làm chiến cầu mình áo để về nuôi những người con gia đình. Cùng với việc thông tin về diễn biến thời tiết, các đài thông tin biên phòng luôn trực canh 24/24 giờ để nắm bắt tình hình trên biển, thu phát các tín hiệu thông tin từ các tàu cá, kịp thời phát hiện những tàu cá gặp nạn và đưa ra giải pháp trợ giúp cứu hộ cứu nạn cần thiết. Mỗi năm có hàng trăm lượt tàu cá liên lạc về để được hỗ trợ hậu cần và giải quyết khó khăn khi tàu gặp sự cố. Đơn vị đã triển khai là thông cái đài canh liên lạc phòng chống thiên tai là thường xuyên liên lạc với bà con ngư dân làm ăn trên biển và thông báo cho bà con ngư dân làm ăn trên biển biết chính xác và cái đường đi cũng như là cái ảnh hưởng của bão để thông báo cho bà con rồi là kêu gọi và hướng dẫn cho bà con vào cách sắp xếp neo đậu tàu thuyền để tránh bão an toàn. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, khi mùa mưa bão đến gần, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ động xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế. Các đơn vị đồn trạm biên phòng tuyển biển đã tập trung huấn luyện, luyện tập các nội dung nâng cao bản lĩnh, thể lực, sức chịu đựng sóng gió, các kỹ năng cứu đuối, cứu hộ, cứu nạn cho người và các phương tiện trên biển. Cùng với đó, các đơn vị luôn duy trì tốt hệ số kỹ thuật cho tàu thuyền, đặc biệt là các phương tiện trang bị cứu hộ cứu nạn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm dự phòng, sẵn sàng dự kiến các tình huống có thể xảy ra để kịp thời phối hợp chính quyền địa phương, tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng yếu, đặc biệt là tham mưu cho tỉnh có lệnh cấm biển trong khi có cái thông báo về
bão hoặc áp thấp. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế còn tích cực xây dựng mô hình tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển, kết nối các tàu cá của ngư dân, hỗ trợ nhau trong đánh bắt và tham gia cứu hộ cứu nạn, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo. Khi nhân dân đi biển, các cán bộ chiến sĩ lại từng giờ dõi theo, giữ thông tin liên lạc, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân trong những chuyến xa khơi. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông. Sau một tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước có chuyển biến tích cực, ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên. Chỉ trong vòng một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 357.975 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23.979 trường hợp, tạm giữ 55.111 phương tiện các loại, phạt tiền hơn 287 tỷ đồng. Trong đó xử lý gần 20.000 trường hợp có nồng độ và 234 lái xe dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông. Tai nạn giao thông giảm, ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên. Đó là những kết quả mang lại sau một tháng cao điểm thực hiện tổng kiểm tra kiểm soát phương tiện. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án bắt giữ nhóm 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1999, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Văn Quang, sinh năm 2000, trú tại đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, thành phố Huế, và Ngô Thị Hằng Dung, sinh năm 2000, trú tại phường Phương Đúc, thành phố Huế, là bạn gái của đối tượng Quang. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra tại nhà nghỉ Huế xưa đường Liêm Phùng Thị, thành phố Huế, phát hiện bắt quả tang đối tượng Hằng đang tàng trữ trái phép 1.303 viên thuốc lắc, thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Quang và Dung tại nhà nghỉ Hoa Lá, đường Văn Cao, thành phố Huế, lực lượng công an thu giữ 625 gam ma túy tổng hợp dạng ketamin, cân tiểu ly và một số dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cả ba đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng khai nhận, Hằng mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh đưa về Huế, rồi giao cho Quang và Dung cùng nhiều đối tượng khác bán tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Được biết đối tượng Hằng là sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Huế. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Huế đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường tìm sơ hở của người dân để ra tay gây án. Điều đáng nói là chính sự lơ là, mất cảnh giác của người đi đường đã tạo sơ hở cho bọn tội phạm gây án. Phóng sự sau mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về phương thức gây án của các đối tượng và những khuyến nghị từ cơ quan chức năng trong phòng chống loại tội phạm này. Mới đây nhất, vào khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 5, chị Huỳnh Nhật Linh, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường Trường Chinh, thành phố Huế, đã bị hai đối tượng điều khiển xe mô tô bất ngờ vượt từ phía sau lên, rồi dùng tay giật túi xách, bên trong có một điện thoại và 2,2 triệu đồng. Tiếp đó, vào khoảng 18 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2020, chị Lê Thị Hồng Hiệp, sinh năm 1991, trú tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, điều khiển xe mô tô đi trên đường Phan Bội Châu, thành phố Huế, trên vai có mang túi sách, bên trong gồm một điện thoại và 1,2 triệu đồng, thì bị hai kẻ gian vượt từ phía sau lên cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Huế, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm này rất là tinh vi, táo tợn và manh động. Có nhiều đối tượng là mang theo hung khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện và truy đuổi. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự ngoài các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh truy xét các vụ án đã xảy ra. Đồng thời là đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền đến mọi người dân về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cướp giật tài sản để cho người dân nâng cao cảnh giác và đồng thời là có biện pháp bảo vệ quản lý tài sản của mình khi tham gia giao thông trên đường. Ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế đã nhanh chóng chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xây dựng chuyên án 520G đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Huế. Khẩn trương huy động lực lượng điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ cướp giật gây bất bình trong nhân dân.
Do chuyển tiền ăn sai, tôi là Phương, dù ra bị cướp giật tài sản, chúng tôi chạy ra giờ đường phố mà tự sát với người bị sơ hở, chúng tôi áp sát bố và bọn cướp giật. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, điều tra truy xét, tối ngày 26 tháng 5, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Huế đã phá thành công chuyên án 520G, bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Đắc Thành sinh năm 2004, trú tại phường An Tây thành phố Huế; Lê Đắc Vương sinh năm 2003 và Võ Vinh sinh năm 2003 đều trú tại thị xã Hương Thủy. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên từ đầu tháng 4 năm 2020, Lê Đắc Vương đã cùng Nguyễn Đắc Thành, Võ Vinh gây ra 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Huế. Giao thông ở trên đường thì mọi người dân cần chú ý quan sát qua gương chiếu hậu, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn bám theo hoặc có biểu hiện nghi vấn như va chạm giao thông thì nên đi sát vào lề đường hoặc là dừng hẳn nơi có nhiều người qua lại. Đối với là các chị em phụ nữ thì không nên là đeo các cái túi sắt ở vai, rồi là dây chuyền, điện thoại di động để ở túi quần sau. Đó là những cái điểm mà tạo điều kiện cho thuận lợi cho các đối tượng sơ hở để cho đối tượng gây án. Qua đấu tranh, các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Huế cho thấy có sự lơ là, mất cảnh giác của người đi đường, nhất là đối với phụ nữ có thói quen đeo dây chuyền, điều khiển xe mô tô mang túi sắt trên vai, vừa điều khiển xe mô tô vừa sử dụng điện thoại, đã tạo sơ hở cho bọn tội phạm gây án. Để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm này, công an thành phố Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của chính mình khi tham gia giao thông, mạnh dạn tố giác, tích cực tham gia truy bắt tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chương trình chào ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.